tôi đưa em ra kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thế, gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu. Còn đây không gian xưa quên gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây, dù hôm nắng ngủ say, lời yêu chót đong đầy. Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước. Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn phố giấc xuân muộn về trên môi hồng. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thế, gác vắng còn đây không gian xưa quên gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, chào các bác. Hôm nay em ghép cực kỳ chuẩn bài luôn này. Em ghép một con Esotec của Marang cùng với cặp loa Tannoy em vừa về xong, cặp 611 full chân. Đấy. Em 611 này nhá, thì nếu mà không có chân ấy, em sẽ đo chiều cao cho các bác để các bác hình dung nhá. Cặp này thì tiền rất là hay, và quan trọng là cái tầm ngân sách nó rất là hợp lý để các bác chơi. Đây, em chuẩn bị thước này nha. Em sẽ đo chiều cao cả chân cho các bác xem. Cả chân thì nó rơi vào khoảng 1m1. Đó, 1m1 đấy. Thậm chí nó còn nhỉnh hơn cả đôi lấy 66 một chút. Đó. Còn nếu không chân thì này, đây từ đây là chân đấy các bác nhá. Từ đây này là chân này, hất lên này. Thì cái chiều cao nếu không còn chân thì nó cao khoảng 70cm.
đó. Và đây các bác nắm được, tức là 1m1 là có chân và không chân là 70cm. Về cấu hình của em này là cấu hình rất là đặc trưng của Tân Noi với cái tép đồng trục. Đồng trục tức là đồng tâm, cái hai mấy cái đường tròn nó cùng với một tâm với nhau. Thì dòng Tân Noi là nó nổi tiếng nhất là ở cái dòng tép đồng trục này. Đó. Dòng kép. À, nó cũng sử dụng tép đồng trục cũng nhiều. Đây là cặp Tân Noi 611. 611. Đấy. Đây các bác nhìn ha. Đấy, cái vân này. Ở dưới chân này nó cũng có cái vân xanh xanh kiểu đấy. Nhìn rất là đẹp. Đấy, em quay xa cho các bác xem. Thì cái dòng này thì các bác chơi những cái dòng như em ghép này. Những dòng Class A. Như em Exotech này. Dòng Class A. Hoặc anh em có thể nhà ra để chơi Class A bình thường. Đấy, hoặc là anh em chơi âm ly đèn. Đấy, còn nếu mà các bác muốn biến tấu nó để một cặp Tân Noi này cho âm sắc nó nghe, tức là nó kiểu dạng như nó rộn ràng hơn một chút, thì các bác đánh âm ly Class AB. Class AB là những cái âm ly phổ thông kiểu này. Thì các bác khi các bác đánh Class AB ấy, thì tiếng của nó sẽ rộng hơn một chút, nhưng lúc đấy thì các bác phải biết điều chỉnh. Chứ nếu mà các bác lúc đấy vặn hết tép lên nó sẽ bị xé tiếng, vặn hết bát lên nó sẽ bị phập. Tại vì cái dòng này thì là dòng gọi là để nghe, gọi là chất kiểu chi tiết, chứ không phải để nghe kiểu xuồng xạ đánh uy lực. Nếu mà đánh uy lực xuồng xạ rầm, đánh khủng long bạo lực thì các bác cứ chiến Shark Win hoặc JBL này. Đấy, nó sẽ đáp ứng được những cái tiêu chí đấy. Còn Tân Noi là nghe những cái dòng acoustic, những cái dòng Vulcan. Đấy, hoặc những cái dòng 611, 613 thì các bác có thể kết hợp để nghe những cái dòng bolero nhạc vàng cũng rất là tốt đó. Và Tân Noi thì như các bác biết rồi, nó hàng bình dân, hàng phổ thông thì nó cũng không nhiều, và với cái dòng 611 mà full chân như này, một cái tập tiền nó hợp lý, thì các bác cố gắng chốt sớm nhé, tại vì không phải lúc nào nó cũng có. Đấy, trải nghiệm từ từ, lâng giấc các cái bước từ từ thì các bác cảm nhận dần. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác, chúc các bác sức khỏe.